Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2023. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm tặng quà Tết tại tỉnh Trà Vinh. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 để tổng kết nghị quyết năm 2022 và xây dựng nghị quyết năm 2023 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc do ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao tặng quà Tết cho người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, ngày 10 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lâm Minh Đăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh. Năm 2022, cấp ủy các địa phương đơn vị đã kiểm tra hơn 58.000 tổ chức đảng và hơn 324.000 đảng viên, tăng gần 12,5% tổ chức đảng và trên 19% đảng viên so với năm 2021. Qua kiểm tra, kết luận có 365 tổ chức đảng, 735 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, đã thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng và 175 đảng viên. Trong khi đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hơn 3.500 tổ chức đảng và hơn 10.400 đảng viên, tăng trên 17,5% tổ chức đảng và 16,6% đảng viên so với năm 2021. Qua kiểm tra, kết luận có hơn 2.300 tổ chức đảng và hơn 8.000 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 333 tổ chức đảng và hơn 3.900 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 244 tổ chức đảng và hơn 3.500 đảng viên. Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, năm 2022, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật trên 16.200 đảng viên, trong này khai trừ đảng trên 600 đảng viên. Còn Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức đảng và trên 5.300 đảng viên, tăng 54,6% so với năm 2021. Qua thi hành kỷ luật đã khai trừ đảng trên 2.000 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản. Thực hiện đề án nghiên cứu khoa học, dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, trong năm 2023, các cấp ủy tổ chức đảng các cấp, nhất là người đứng đầu, phải nhận thức đúng đầy đủ về vai trò tác dụng của công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương đơn vị, xác định công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng là một phương thức lãnh đạo quan trọng. Qua đó, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra giám sát. Trong đó, việc xác định phương hướng nhiệm vụ, xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát phải khả thi, thực chất, phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương đơn vị. Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không ngoại lệ. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp nghiêm túc, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ do Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực giao và cần chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng tiến hành kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của đảng. Cùng với đó, cần quan tâm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trung thành, trung thực, khiêm tốn, công tâm, khách quan và liêm chính. Chiều hôm qua, ngày 10 tháng 1, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm tặng quà tại tỉnh Trà Vinh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức lớn bất ngờ xuất hiện, diễn biến rất phức tạp, khó lường, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia, tình hình đó đã tác động ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước, trong đó có tỉnh Trà Vinh.
Song với sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh Trà Vinh, đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành cơ bản các mục tiêu chỉ tiêu đề ra, qua đó đã góp phần quan trọng cùng với toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ. Vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, mức cao nhất sau 10 năm qua. Tỉnh Trà Vinh là tỉnh có vị trí chiến lược rất quan trọng về quốc phòng, đồng thời có tiềm năng về kinh tế biển, ưu thế để phát triển các dịch vụ hàng hải trên biển. Do đó, Đại tướng Lương Cường yêu cầu đảng bộ, chính quyền các cấp cần tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, cần đặc biệt quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, đồng bào ở các khu vực bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer, công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, nhất là người bị mất việc làm. Thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023, Đại tướng Lương Cường gửi tặng 100 phần quà của Quân quỹ Trung ương Bộ Quốc phòng cho gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, tặng 400 phần quà của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hộ nghèo, công nhân, người lao động nghèo tỉnh Trà Vinh. Đồng thời chúc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân trong mọi tình huống. Kính thưa quý vị, qua một ngày rưỡi diễn ra hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 để tổng kết nghị quyết năm 2022 và xây dựng nghị quyết năm 2023 đã kết thúc vào sáng nay 11 tháng 1. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Hội nghị dành nhiều thời gian để ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung bàn và cho ý kiến về từng chỉ tiêu phát triển trong năm 2023, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập hợp 85% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Về lĩnh vực kinh tế, phấn đấu có tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,5% trở lên so với năm 2022. Nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 75,96 triệu đồng trở lên. Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội 32.000 tỷ đồng, phát triển mới 520 doanh nghiệp. Thu ngân sách nội địa đạt trên 5.700 tỷ đồng. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.220 tỷ đồng. Các chỉ tiêu về xã hội, giữ vững 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm 0,5% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 69%, giải quyết việc làm mới cho 23.000 lao động và có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so dân số đạt 94,8%. Thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Văn Hẳn đánh giá, ngay từ đầu năm, kinh tế của tỉnh được phục hồi tích cực và triển vọng, giá trị tổng sản phẩm nội địa tăng trưởng đạt 3,45% và sự phục hồi kinh tế diễn ra khá đồng đều giữa các địa phương. Trong đó, nhiều địa phương có tốc độ tăng giá trị sản xuất cao, quy mô nền kinh tế không ngừng tăng trưởng và cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Đánh giá về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đăng cho rằng, có nhiều nét nổi bật, đáng chú ý là về công tác tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên, đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Về triển khai các chỉ tiêu năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái nhấn mạnh đến việc chú trọng cải cách hành chính trong đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động và kiểm tra giám sát của Hội đồng dân tỉnh. Về kinh tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị rà soát các dự án đã cấp phép đầu tư nhưng đến nay chưa triển khai và đề nghị các cấp ủy quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng nông thôn mới. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng trong năm 2022, tuy còn có nhiều khó khăn tác động, nhưng với quyết tâm chính trị cao, Tỉnh ủy đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện đạt và vượt 28 trên 30 chỉ tiêu nghị quyết năm 2022, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Về phục hồi kinh tế, tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 3,45%, quy mô nền kinh tế đạt 72.440 tỷ đồng, tăng 8.440 tỷ đồng so với năm 2021. GRDP bình quân đầu người đạt trên 71 triệu đồng, vượt 6% so với nghị quyết, tăng 8,24 triệu đồng.
Năng suất lao động nền kinh tế đạt 135,2 triệu đồng trên lao động, tăng 10,4 triệu đồng trên một lao động. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 32,78% xuống còn 30,29%. Hai, các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, chế biến chế tạo, thương mại dịch vụ đều đạt kết quả tích cực. Giá trị sản xuất đều tăng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 29.556 tỷ đồng, tăng 2,79% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 31.796 tỷ đồng, vượt 14,23% kế hoạch, tăng 0,93% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 24,44%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 49.190 tỷ đồng, vượt 33,84% kế hoạch, tăng 56,53% so với cùng kỳ. 3. Về xây dựng nông thôn mới, trong năm có thêm 4 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt nghị quyết đề ra. Đến nay toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 35 xã đạt nông thôn mới nâng cao, chiếm 41,18% tổng số xã. 6 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, và 2 huyện Duyên Hải và Cầu Ngang cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đang làm cái thủ tục đề nghị Trung ương công nhận. 4. Về ngân sách, tổng thu ngân sách 16.036 tỷ đồng, vượt 55,2% dự toán. Trong đó thu nội địa 5.513 tỷ đồng, vượt 6,37% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Về mặt giá trị thì cái thu nội địa chúng ta là đã vượt thu là 340 tỷ đồng. Giải ngân xây dựng cơ bản đến 30 tháng 12 đạt 88%, cao hơn so với cùng kỳ 20%. Hoạt động tài chính tín dụng tăng trưởng ổn định, tổng dư nợ cho vay đạt 38.000 tỷ đồng, tăng 15,82% so với năm 2021. Các khoản chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm. 5. Về phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục đạt kết quả tích cực. Đến nay phát triển mới được 518 doanh nghiệp, vượt 3,6% kế hoạch, tăng 150 doanh nghiệp. Phát triển 23 hợp tác xã, vượt 130% kế hoạch. 6. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, chính sách người có công, an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo được thực hiện khá tốt. Công tác phòng chống dịch bệnh được tập trung thực hiện, nhất là dịch COVID-19, đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch năm 2022. Giải quyết việc làm vượt 10,5% kế hoạch, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài vượt 1,6% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 803 hộ, tương đương 1,68%. Hiện còn là 5.404 hộ nghèo, tương đương 1,88%. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc Khmer giảm 3,6%, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Hộ cận nghèo giảm 6.310 hộ, tương đương 2,2%. Hiện còn là 10.905 hộ nghèo, tương đương là 3,8%. Hộ có mức sống trung bình, có thu nhập khá, giàu ngày càng tăng. Cụ thể, hộ có mức sống trung bình hiện có là 122.108 hộ, chiếm tỷ lệ 42,59%, tăng 5.657 hộ so với năm 2021. Hộ có thu nhập khá là 131.760 hộ, chiếm tỷ lệ 45,96%, tăng 5.676 hộ so với năm 2021. Hộ giàu hiện có 11.625 hộ, chiếm tỷ lệ 4,05% so với số hộ dân cư toàn tỉnh. Trong năm thì cũng đã tăng được 525 hộ giàu. Đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở 1.821 căn với kinh phí là 64,5 tỷ đồng. Đang triển khai hỗ trợ 915 căn nhà cho hộ nghèo,
với kinh phí là 38,6 tỷ đồng, chuẩn bị triển khai hỗ trợ 462 căn cho hộ nghèo, kinh phí khoảng 18 tỷ đồng. 7. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mặt công tác trên lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị sâu sát cơ sở, kịp thời triển khai quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cơ bản hoàn thành rà soát và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025-2030 theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương, tiếp tục rà soát và bổ sung kiện toàn tổ chức bộ máy. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được tăng cường, được đa số cán bộ đồng tình ủng hộ, kiểm tra 95 tổ chức đảng, 1.552 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 102 tổ chức đảng, 162 đảng viên, giám sát 884 tổ chức đảng, 1.928 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng, 134 đảng viên, thực hiện thanh tra tại 94 đơn vị, ban hành kết luận thanh tra 38 cuộc, phát hiện tổng số tiền sai là 25,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 11,65 tỷ đồng, trong đó chuyển cơ quan điều tra là một vụ việc với một đối tượng. 8. Về công tác phòng chống tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đã điều tra làm rõ 221 trên 226 vụ về trật tự xã hội đạt tỷ lệ 83%, phát hiện xử lý 94 vụ tội phạm về ma túy. Tòa án Nhân dân hai cấp đã thụ lý 8.001 vụ việc, xét xử 7.196 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,94%. Toàn tỉnh đã tiếp 4.079 lượt công dân, nhận 2.070 đơn, đã giải quyết 1.069 trên 1.239 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 86,3%. Về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội thì được giữ vững. Bên cạnh, Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất nhận định về những hạn chế tồn tại như có hai chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chỉ đạt 96,8% và tỷ lệ đô thị hóa chỉ đạt 29,77% kế hoạch. Riêng chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tuy đạt kế hoạch nhưng thấp so với tốc độ tăng trưởng trung bình của tỉnh trong thời gian gần đây và so bình quân chung cả nước. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp tăng trưởng chủ yếu ở lĩnh vực thủy sản. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng thấp. Công tác xây dựng nông thôn mới còn nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng theo tiêu chí mới thì có những tiêu chí chưa đạt, phải tập trung nâng chất. Đồng thời, thu nội địa tăng cao, nhưng có 6 trên 18 khoản thu không đạt dự toán, giải ngân xây dựng cơ bản đạt thấp so kế hoạch và tiến độ triển khai, thực hiện một số công trình dự án còn chậm. Bên cạnh, môi trường đầu tư chậm được cải thiện, công tác phòng chống dịch bệnh có mặt chưa tốt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên một số nơi còn có mặt hạn chế. Công tác quản lý ngành, lĩnh vực, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ có mặt chưa hiệu quả, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, sợ trách nhiệm. Đó là những khó khăn đặt ra đòi hỏi chúng ta phải có những giải pháp thích ứng, chủ động trong công tác lãnh đạo, điều hành. Tôi đề nghị các cấp ủy, các ngành lưu ý ngoài những nhiệm vụ được nêu trong nghị quyết thì cần quan tâm tập trung một số việc như sau. Một là tập trung lãnh đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá, tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương châm hành động của tỉnh ủy, đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá, phát triển, triển khai cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 6, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương về đánh giá giữa nhiệm kỳ, lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữa kỳ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, hành động trong toàn đảng, tập trung thực hiện tốt công tác cán bộ, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ hợp lý, hiệu quả, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của đảng, kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định. 2. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định hướng dẫn của ban chỉ đạo Trung ương, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cải cách
tư pháp. 3. Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh phát triển chính quyền số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính. 4. Là tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp để tạo được sức hút mạnh trong tập hợp, đoàn kết, huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. 5. Tập trung xây dựng nền kinh tế của tỉnh phát triển bền vững nhưng có sự đột phá, trong đó tập trung phát triển kinh tế biển và du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh. Tổng kết đánh giá các mô hình kinh tế có hiệu quả để nhân rộng, nhất là các sản phẩm có thế mạnh cạnh tranh xuất khẩu. 6. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, sản xuất bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất liên kết, nâng giá trị gia tăng, nâng cao năng lực dự báo và chủ động phòng chống giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và hạn mặn ảnh hưởng đến sản xuất. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển sản phẩm ô cốp, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, bảo hộ sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án, sản xuất kinh doanh, nhất là hỗ trợ về thủ tục, mặt bằng triển khai dự án. Tập trung thu hút, khuyến khích đầu tư để Trà Vinh thực sự trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực và cương quyết xử lý những trường hợp sai phạm, cản trở, kéo lùi sự phát triển của tỉnh. Tỉnh cần triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 đúng quy định, theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo phát huy tối đa giá trị, hiệu quả đầu tư. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong bối cảnh của cách mạng công nghệ 4.0 và hội nhập quốc tế sâu rộng. Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, nhất là việc quản lý sử dụng đất công, quản lý khai thác khoáng sản, cơ sở gây ô nhiễm môi trường và thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác tiếp đối thoại công dân. Kết thúc bài phát biểu, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 là rất lớn, đòi hỏi phải có sự phấn đấu, nỗ lực và có sự đột phá sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, với khát vọng mạnh mẽ, Trà Vinh phát triển nhanh, bền vững, với vai trò trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình của các tầng lớp nhân dân, tỉnh sẽ thực hiện đạt được nghị quyết năm 2023 tốt hơn năm 2022. Tỉnh ủy Trà Vinh vừa hội nghị tổng kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2022, Tỉnh ủy Trà Vinh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai cụ thể kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng thời cũng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều mặt của công tác này, góp phần quan trọng trong bảo đảm ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Trong đó công tác quốc phòng an ninh được tăng cường, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, khi tội phạm về trật tự xã hội giảm 26,7% so với năm 2021. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%. Bên cạnh đó, công tác xét xử của Tòa án Nhân dân 2 cấp đạt gần 90% và đã giải quyết được xong trên 10.000 vụ việc có điều kiện thi hành án dân sự đạt gần 79,2%. Năm 2022, tỉnh đã phát hiện một vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo quy định. Đồng thời đã khởi tố 3 vụ với 10 bị can tham ô tài sản. Trong này đã xét xử một vụ, còn 2 vụ đang điều tra làm rõ. Ngoài ra, trong năm toàn tỉnh đã giải quyết được trên 1.000 đơn thư thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ gần 86,3% và tổ chức được trên 8.800 cuộc quán triệt tuyên truyền các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ đạo về nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đề nghị các cấp các ngành cần tiếp tục tăng cường triển khai
cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc hiệu quả các văn bản của Trung ương của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp gắn với phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình, chủ động các biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2023. Đồng chí Kim Ngọc Thái cũng đề nghị tập trung thực hiện tốt kết luận thanh tra kiểm tra, nhất là liên quan đến đất đai, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, truy tố xét xử và thi hành án. Mặt khác, cần tiếp tục thực hiện tốt quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân, không để khiếu kiện đông người vượt cấp. Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan khối nội chính thật sự trong sạch, đủ sức để tham mưu cho cấp ủy trong lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Chiều ngày 9 tháng 1, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Hồng Minh, sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, trưởng công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đánh giá Đại tá Trần Hồng Minh là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ thạc sĩ cảnh sát chuyên ngành quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Trong quá trình công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Trần Hồng Minh được Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố đánh giá cao về năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống và khả năng hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đồng chí Đại tá Trần Hồng Minh được Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Trên cương vị công tác mới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Đại tá Trần Hồng Minh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn kết tốt nội bộ, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở, phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác, góp phần cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao phó, xứng đáng với sự tin tưởng của Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an. Trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh và lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh tin tưởng giao nhiệm vụ và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực bản thân và sức mạnh tập thể, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Công an Trà Vinh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp đó, sáng nay ngày 11 tháng 1, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đối với các đồng chí Thượng tá Phạm Văn Chống, Phó trưởng Công an thành phố Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám thị trại tạm giam. Thượng tá Đỗ Minh Phong, Phó Giám thị trại tạm giam đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thành phố Trà Vinh. Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, Phó trưởng Phòng An ninh Đối ngoại đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Ngoại tuyến. Thượng tá Trần Hoàng Kiếm, Phó trưởng Công an huyện Duyên Hải đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng An ninh Đối ngoại. Thượng tá Thạch Nào, Phó trưởng Công an huyện Trà Cú đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Duyên Hải. Quyết định bổ nhiệm và điều động Trung tá Sơn Thanh Bạch, đội trưởng đội an ninh công an huyện Cầu Ngang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Trà Cú. Trung tá Lâm Thanh Châu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Cầu Ngang giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Cầu Ngang. Quyết định bổ nhiệm lại đối với Thượng tá Nguyễn Văn Nhanh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công tác điều động, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy nhằm tạo điều kiện để cán bộ được rèn luyện thử thách ở nhiều địa bàn, lĩnh vực công tác khác nhau và hoàn thiện tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Đối với các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm hôm nay là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị cơ sở và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn công tác, chiến đấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Ngày 10 tháng 1, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm của Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao tặng 100 suất quà cho người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Trà Vinh nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Phát biểu tại buổi gặp gỡ với người có uy tín tại Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cho biết, đây là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Trà Vinh nói riêng. Qua đó biểu dương ghi nhận, đánh giá cao vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản hồi những hiệu quả tác động của các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến đời sống kinh tế, văn hóa xã hội, cũng như phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân dùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương đến với Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Trong thời gian tới, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải mong muốn những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Trà Vinh tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, tạo thu nhập ổn định, đời sống ngày càng cải thiện tốt hơn nữa, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân dịp này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới vui tươi hạnh phúc và động viên người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Trà Vinh tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chương trình chính sách dân tộc, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời trao tặng 100 suất quà với mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải cũng đã đến thăm và trao tặng quà Tết cho ông Lâm Phú, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và miền núi, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến ông Lâm Phú đón năm mới vui tươi đầm ấm. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền Trà Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Còn bây giờ kính mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, ngày 12 tháng 1 năm 2023, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại dàm Trà Vinh 145cm, thấp hơn ngày hôm nay 7cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan 133cm, thấp hơn ngày hôm nay 5cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 10.5 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.8 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 6 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.9 phần ngàn. Tại Cầu Quan 1 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.3 phần ngàn. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ 5 phần ngàn, nhỏ hơn ngày hôm nay 0.4 phần ngàn. Trà Vinh nhỏ hơn 1 phần ngàn. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, biển bình thường. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, biển bình thường.